Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay trên tay mình là một chiếc ổ cứng di động đến từ thương hiệu Jensen. Nó có kích thước vô cùng là nhỏ gọn và chỉ to hơn một số các cái ổ cứng M2 một chút xíu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua về thiết kế của sản phẩm. Ổ cứng này có thiết kế hoàn toàn được làm bằng chất liệu kim loại, có mức độ hoàn thiện rất là tốt, không có hiện tượng ọp ẹp. Và ngoài ra với chất liệu kim loại thì khả năng tản nhiệt cũng sẽ rất là tốt. Phần ở trên cùng thì sẽ có duy nhất một cổng USB Type-C và ngoài ra bên trong hộp thì sẽ được tặng kèm hai chiếc dây, một loại là dây Type-C C2C và một loại là dây A2C. Khi mà có cả hai cái chiếc dây này thì việc sử dụng cho tất cả các cái loại máy sẽ vô cùng dễ dàng, vì hầu hết các cái loại laptop hiện nay hay là các bo mạch chủ thì đều có hỗ trợ hai cái cổng kết nối này. Ngoài ra thì đặc biệt là đối với những bạn nào đang sở hữu cho mình những chiếc laptop mà chỉ có duy nhất cổng USB Type-C thôi thì ổ SSD này thực sự là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời bởi cái sự kết nối rất là thuận tiện. Sơ qua một chút về thiết kế cũng như là dây dợ thì bây giờ chúng ta sẽ tới với phần thử nghiệm tốc độ đọc và ghi của ổ cứng này nhé. Bằng một số những cái phần mềm chuyên dụng thì mình đã test được cái tốc độ đọc có thể đạt được là khoảng trên 500MB trên giây và tốc độ ghi là khoảng trên 400MB trên giây. Tốc độ này thì sẽ tương đương với cả các cái tốc độ đọc và ghi của ổ SATA 3. Nên là việc sử dụng ổ cứng ngoài để làm việc thuận tiện cho việc mang đi mang lại thì còn có thể cắm vào ổ làm việc bình thường trên các cái phần mềm như là Adobe Premiere hay là After Effects mà không sợ cái độ trễ cao. 120GB thì không phải là một cái dung lượng quá lớn nhưng mà vẫn phù hợp để chúng ta có thể copy dữ liệu hay là chứa phim ảnh. Nếu như các bạn quan tâm các cái sản phẩm của Jensen thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả của video. Cuối cùng, hãy nhớ bấm like, subscribe kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ những video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại!